tỷ quá vậy. Nay con nhớ ba cho nên cũng coi má kỹ. Vậy hả? Ngày nào mà con không gặp ba? Mẹ ơi, có nhìn ba kỹ xong đó, con nhìn ba kỹ mà một giọt nước mắt của con ra. Sao vậy? Ngày nào mà con không gặp ba, con về tới nhà là ba con ở nhà rồi. Sao nay mà em bé một giọt nước mắt rơi ra nữa hả? Đâu cho mẹ xem giọt nước mắt đó coi. Trời ơi, đâu cô lại coi. Ồ, giọt nước mắt hả? Rồi cho nó rớt xuống luôn đi. Làm gì? Ừ, tại nó rơi ra rồi thì phải cho nó rơi tổm xuống luôn chứ, đúng không? Ba quên. Con nhớ ba lắm hả? Trời ơi, ba để cái chứng minh nhân dân trên xe làm chi? Chứ con nhỏ xem chứng minh nhân dân rồi nhớ ba gì nè trời. Con thương ba lắm hả? Trời ơi, rớt giọt nước mắt luôn rồi. Trời ơi. Con có mà con chảy nhục. Con chảy mũi ra nữa. À, con khóc mà con còn chảy mũi nữa hả? Con biết không, nếu mà mình diễn giỏi á là hả, chỉ có giọt nước mắt không mà không có nước mũi nha. Có nước mũi vô nó sẽ xấu cái mặt mình lắm. Bà nội con chơi. Ủa, bà nội thích chơi Lego hả? Phải, bà nội con đó thích ô láp lắm. Cho nên mẹ quay con đi, để con làm quen rồi con mua ô láp cho nó chơi. À, vậy đó hả? Ok con. Nhưng mẹ nhớ là mua 2 cái cho con, mua 3 cái cho con. Tại sao? Tại vì con thích lắm mà. Cô Liên con thích Anna nè, còn con thì thích Elsa, còn bà nội thì thích Olaf. Mẹ mua 3 cái cho con. Vậy rồi có mua cho ba Quân không? Mua sớm, mua Sven cho mẹ chơi. Hả? Mua Sven cho mẹ chơi hả? À, tại vì đó, con nghĩ mẹ hay thích phim hình Elsa cho nên con cho mẹ Sven. Nhưng mà mẹ thích Elsa mà mẹ đâu thích Sven đâu. Nhưng mà lỡ Elsa của con rồi. Vậy thì cho mẹ chơi chung Elsa với con được không? Hồi nãy con nói mẹ là con cầm cái chứng minh nhân dân của ba để làm gì? Để con nhớ ba. Vậy hả? Để xíu nữa ba về con đưa nó cho ba hả? Con có thương mẹ không? Vậy sao con không giữ chứng minh nhân dân của mẹ? Này con không thấy. À, tại con không thấy hả? Okay. Đây để có mẹ đón con rồi cho nên con mà con khóc rồi này con nhớ ba. Trời ơi, ba mà nghe chắc ba mừng lắm á.
Nhưng mà ba Quân về nhà rồi ba Quân cũng có chơi nhà chòi với con đâu. Má, ba chơi game một xíu thôi là ba nghỉ liền à. Ba chơi nhà chòi với con liền à. Thiệt không? Thiệt. Vậy hả? Ba chơi game có một xíu thôi hả? Ừ. Rồi cái ba chơi nhà chòi với con hả? Ừ. Thương quá à. Gì mà hết hoài vậy? Mình khóc mình phải có nước mắt thiệt. Mình mới là khóc thiệt, con hiểu không? Ra nước mắt chưa? Nước mắt ra rồi. Sắp ra rồi hả? Ra là quay lên cho mẹ dòm liền nha. Sắp ra chưa? Rồi. Mình nhớ ai mình phải khóc thiệt chứ mình không có khóc giả bộ, mà hết hết không nha, phải có nước mắt mới được nha. Ra chưa? Mẹ đếm tới ba ra nổi không? Chứ mình thì đếm tới ba là mẹ khóc ra nước mắt luôn á. Cái này